Xin chào quý khách hàng, chào mừng quý khách hàng quay trở lại kênh YouTube của Ô tô Bình Thuận. Hôm nay Tiến và anh Tuấn, giám đốc dịch vụ, tiến hành định giá một cái chiếc xe Ford Everest phiên bản Ambient năm sản xuất 2018 nha các bạn. Thì cái chiếc này được nhập khẩu Thái Lan, thì anh Tuấn đang tiến hành kiểm tra sơ bộ về phía trong nội thất. Cái gì nặng đó đúng không anh? Ở bên trong xe. Mới làm lại báo kiểm tra ở phía sau cửa xem có hoạt động ok không, cái phần ron, phần xương có từng bị va chạm hay không. Ghế cũng còn rất là ok các bạn, còn mới chưa có dọn lại, thì bên mình khi mà thu về thì mình sẽ dọn lại phần ghế. 40%. Lớp thì nó 40%. Cũng hơi mòn một chút xíu, thì cái phần này thì chắc là về là phải thay lại, thay mới cho khách hàng. Anh Tuấn có chỉ cho mình biết một số cái đặc điểm để nhận biết cái xe mà còn mới còn rin. Chỉ là các bạn hãy quan sát. Ốp này là chưa có dấu hiệu của sửa chữa này. Da cốc vẫn còn nguyên trạng. Phía sau nhìn là biết còn rin các bạn. Còn rin phía đuôi sau. Chưa từng bị va chạm luôn. Còn cản cũng vậy, cản sau cũng vậy. Đây là một trong những điều quan trọng nhất khi mà chúng ta xem xe. Chúng ta phải biết được là cái xe này đã có những dấu hiệu nào, đã từng làm đồng sơn hay chưa, từng xử lý sơn hay chưa, khung xe có bị va chạm hay chưa, xương xe có như thế nào. Những điểm này là những điểm quan trọng nhất khi chúng ta tiến hành định giá xe. Rất là liền lạc, những cái chi tiết khớp nối rất là liền lạc. Anh Tuấn đang chỉ cho các bạn xem những chi tiết bên hông và phía cánh cửa, những đường gân cửa, những ron hoàn toàn là ok hết. Nội thất thì bên trong cũng rất là đẹp, rất là mới. Chủ xe cũng giữ gìn xe rất là ổn định. Cái xe này thì 2018 thì cái phiên bản này đã hết sản xuất ở Việt Nam mình rồi, hết sản xuất ở Thái Lan rồi. Bên mình hiện tại chỉ còn 3 dòng là Sport, Titanium 1 cầu và 2 cầu thôi. Anh Tuấn này mở cái ron phía trước ra để xem cái khung xương như thế nào. Đây, các bạn có thể thấy được cái phần khung xương. Phần dắp nối thì rất là còn nguyên vẹn, không có bị gì hết. Rất liền lạc. Lớp thì chỉ có phần lớp thì nó hơi bị mòn chút xíu thôi, do đi được cũng được 60.000 km rồi các bạn. Cái xe này khi mà mình bên hãng mình thu về xử lý phần lớp lại cho khách. Bây giờ anh Tuấn sẽ kiểm tra bên trong cái phần nắp capo, bên trong cái phần động cơ. Tất cả chi tiết thì được vệ sinh rất là sạch sẽ, chủ xe đi rất cẩn thận, bảo dưỡng định kỳ luôn. Anh Tuấn chỉ cho mình thêm cái phần mặt ga lăng, rồi cái phần khung đèn nữa các bạn. Chân này khung, nếu mà nó mà bị là sẽ gãy chân ốp nó liền. Cứng cáp, vững chãi. Chưa từng bị một cái dấu vết nào hết. Đèn nó liền mà, hai cái đèn nó đều nhau. Đó, khi mà kiểm tra xe chúng ta phải kiểm tra xung quanh những cái chi tiết nào mà nó, mặc dù nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Chúng ta phải biết được. Hai khớp đèn vẫn còn rin, máy móc bên trong vẫn còn rin, chưa từng bị tháo gỡ gì hết, chưa từng bị sự cố nó hết luôn. Phần nắp cũng vậy. Rồi quý khách hàng nào mà cần trao đổi mua bán xe cũ tại nhà online thì chúng ta cũng có thể gọi điện cho hotline của Ô tô Bình Thuận 0937 393786 để tiến định giá cho mình. Xin cảm ơn quý khách hàng đã xem clip này. Hãy giúp Tiến đăng ký kênh để Tiến có thể ra thêm nhiều video clip hay hơn nữa để phục vụ du khách. Xin cảm ơn quý khách rất nhiều.